mục Quốc phòng toàn dân Chuyên mục Quốc phòng toàn dân Các đồng chí và các bạn thân mến Năm 2015, Tân Hiệp đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới Đạt được kết quả đó, địa phương chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần phát triển kinh tế nơi dùng biên trong đó, địa phương phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang đóng vai trò nồng cốt phản ánh vấn đề này thùy trang có phóng sự dẫn dàng thế trận tiên cương bây giờ mời các đồng chí và các bạn theo dõi điểm tin hoạt động của lực lượng chủ trang tỉnh Khối thi đua quân sự địa phương quân khu 7 gồm 9 tỉnh thành phố đã hoàn thành tốt phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề Dân chủ đoàn kết trí tuệ sáng tạo quyết thắng các địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trong đó chú trọng thực hiện tốt nội dung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong khối tích cực thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội của hồ và đẩy mạnh phong trào thi đua lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới Nổi bật trong năm 2015, qua những phong trào thi đua, các đơn vị trong khối đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Đồng thời tham mưu có hiệu quả giúp cấp quỹ chính quyền địa phương lập đề án xây dựng khu vực phòng thủ đến năm 2020 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Riêng lực lượng vũ trang Long An giúp dân trên 12.000 ngày công lao động, phối hợp khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân trong nước và 600 người dân Campuchia với kinh phí gần 300 triệu đồng. Lực lượng vũ trang tổ chức trên 10.000 cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu với trên 45 lực đồng chí tham gia phối hợp giải quyết 633 vụ việc với 994 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện công tác kỹ thuật bằng giáo án điện tử, cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả ngày kỹ thuật cán bộ chiến sĩ nghiên cứu sáng kiến cải tuyến kỹ thuật, xây dựng đề tài khoa học quân sự kỹ thuật đáp ứng địa hình đồng bằng sông nước. Năm 2016, các đơn vị trong khối tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu thi đua đã xác định, đồng thời khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2015 tiếp tục bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến và biểu dương khen thưởng để phong trào thi đua quyết thắng của khối phát triển bền vững. Năm 2015, công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh đạt nhiều thành tích nổi bật, giữ vững định hướng chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức thành công đại hội đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định rõ nội dung đột phá, chủ trương và giải pháp đồng bộ, quyết liệt để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Song song đó, cơ quan đơn vị bổ sung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ các cấp và kế hoạch phòng thủ khối B, tổ chức diễn tập đạt 100% theo kế hoạch. Lực lượng vũ trang tham mưu tích cực cấp quỹ chính quyền địa phương xây dựng các công trình phòng thủ chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Riêng công tác huấn luyện của lực lượng chủ trang được đổi mới về nội dung và phương pháp, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện phù hợp với điều kiện địa bàn sông nước. Ngoài ra, lực lượng chủ trang tỉnh luôn giữ vững thành tích nhất nhì trong hội thao, hội thi cấp quân khu. Hiểu biết để sống học tập và làm việc theo pháp luật vô cùng cần thiết với mọi công dân, xác định vai trò ý nghĩa tầm quan trọng các cơ quan đơn vị 15 huyện thành phố thị xã trong lực lượng vũ trang tỉnh, quán triệt nghiêm những văn bản pháp luật đến từng cán bộ chiến sĩ bằng nhiều biện pháp trong đó ngày pháp luật truyền tải sinh động đến bộ đội ý thức chấp hành luật pháp và dần dụng nghiêm túc vào cuộc sống. Ngày pháp luật ở các đơn vị có quân thường được tổ chức định kỳ hàng tháng. Ngoài phổ biến những văn bản pháp luật liên quan cần thiết, đơn vị thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó chú trọng đến lực an toàn giao thông, lực nghĩa vụ quân sự. Ngoài tiên trì nội dung văn bản, một số đơn vị như Đại đội Tân Hưng, Dịnh Hưng, Mộc Quá, Thành Quá, Đức Huệ Tiểu Đồng 1 còn lồng ghép hình thức hái hoa dân chủ, sân khấu quá, dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ nhớ. Quán triệt nghiêm pháp lực nhà nước cùng với kỷ lực quân đội nội quy đơn vị, lực lượng vũ trang nhiều năm liền không có bộ đội vi phạm kỷ lực nghiêm trọng và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm thông thường. Đó là nền tảng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Tôn Hiệp có diện tích 4.360 km, thì 7,5 km là đường biên giới, giáp giới 4 cột mốc, 195, 196, 197, 198 và khoảng trên 1.000 hộ dân sinh sống trên mảnh đất dùng biên này. Dốn mệnh danh là chấp rùng rình, sinh lầy, ngập nước. Tân Hiệp giờ đã tự tin bước vào xây dựng nông thôn mới với thế trận quốc phòng dẫn chắc. Dù là xã trùng sâu biên giới, nhưng thu nhập bình quân của người dân đạt 29 triệu đồng một người một năm và khổ nghèo giảm đáng kể. Nếu như năm 2010 địa phương có 210 hộ nghèo, thì đến nay xã chỉ còn trên 30 hộ. Các lĩnh vực giáo dục y tế của Tân nghiệp đã đạt chuẩn quốc gia. Riêng y tế đang xây dựng theo tiêu chuẩn mới. Các con đường đến bốn ấp của xã đã được trải sỏi đỏ và bê tông quá. Đó là ý đảng lòng dân trong xây dựng phát triển kinh tế. Quan trọng nhất là địa phương xây dựng được nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Đồng chí Trần Ngọc An, bí thư đảng quỹ xã khẳng định, bên cạnh phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành các cấp trong xây dựng khu vực phòng thủ xã, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò nồng cốt, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức xây dựng nền quốc phòng an ninh trong nhân dân cũng như bảo vệ vững chắc đường biên, an toàn nội địa. 100% hộ dân sống trên tuyến biên giới được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, Tân Hiệp thực hiện tốt công tác khẩu phương quân đội chăm lo hỗ trợ những hộ nghèo xây tặng nhà cho gia đình chính sách quân dân suốt ngủ gặp khó khăn song song với đó địa phương chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng chủ trang như lực lượng dân quân thường trực chốt tương hiệp lực lượng công an ngoài ra có sự hỗ trợ từ phong trào tuyến sau đỡ đầu tuyến trước của các quyền nội địa trong địa bàn tỉnh tiêu biểu như huyện Cần Đức hỗ trợ kinh phí xây tặng địa phương một cây cầu bắc qua kinh 90C, xây hai căn nhà tình nghĩa gia tặng 10 triệu đồng góp phần xây dựng cảnh quan chốt dân quân. Và nơi đây, chính quyền và nhân dân Tân Hiệp đã xây dựng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân nước bạn của khai xã Giáp Tranh, Tua Sa Đây và xã Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Dương quốc Campuchia. Từ nền tảng đó, dù chỉ tiêu xây dựng đông thôn mới đến năm 2016, nhưng năm 2015 Tân Hiệp đã hoàn thành. Công tác tuyển quân hàng năm đứng tốt đầu của huyện Thành Quá. Cho đội với chúng tôi, bí thư đảng quỹ xã Tân Hiệp Trần Ngọc On cho biết thêm. Tiến kinh tế rồi mà vừa gắn với quốc phòng để đảm bảo cho người dân sinh sống và bám trụ về cái về phương hướng tới thì tới đây thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng lực lượng dự bị động viên lực lượng dân quân thường trực dân quân rộng rãi rồi ngoài ra là, nó để đảm bảo về cái số lượng chất lượng quân mà không có dân thì không thể nào thắng lợi thì do đó mà thế trận lòng dân thì đặc biệt là xã quan tâm cặp theo con đường tuần tra biên giới chúng tôi đến chốt dân quân tân hiệp trên thao trường cán bộ chiến sĩ dân quân chốt đang tập trung huấn luyện những nội dung chính trên địa bàn biên giới dù đã quá trưa nhưng những sao vuông vẫn miệt mài luyện tập. Kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá giỏi. Công tác phối hợp tuần tra canh gác, nắm địa bàn giữa lực lượng chân quân với công an quân sự biên phòng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân trên chốt giúp dân 120 ngày công lao động, sửa chữa 3 căn nhà, làm 4 km đường giao thông nông thôn tinh thần trách nhiệm cao trong học tập rèn luyện và trong thực hiện nhiệm vụ chốt dân quân tân hiệp là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đồng chí trần trường an phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã nói về quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân trên chốt mỗi chiến sĩ lúc nào cũng đề cao trách nhiệm và luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt trong công tác huấn luyện hàng tuần cũng như là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu rồi huấn luyện về uh, chiến đấu tại chỗ cũng như là các tình huống uh, xử lý trên biên giới uh, hàng tuần đều có tổ chức huấn luyện đảm bảo cho cái công tác sẵn sàng thi đấu của địa phương để bảo vệ cũng như là giữ vững cái lòng tin của người dân đối với cái địa bàn của mình nơi đây mỗi người dân là một cột mốc sống là tai mắt của lực lượng công an biên phòng quân sự bà con ý thức cao trong giữ trình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là góp phần bảo vệ đường biên giới. Ông Lê Văn Khảm, ấp hai xã Tương Hiệp phấn khởi nói: Trên cái địa bàn của mình là nhất là có những tiếng biên giới thì người dân mình rất là tin tưởng về cái an ninh quốc phòng. Do đó cho nên là cái cuộc sống thì ổn định. Dịch chia tay Tương Hiệp, dùng biên với nhiều khởi sắc từ sức mạnh lòng dân, từ nền tảng quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận phòng thủ vững chắc. Và nơi đây mùa xuân đến sớm. Các đồng chí và các bạn chưa theo dõi chuyên mục quốc phòng toàn dân của Đại Phát Thanh và Trung Hoành Long An. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.